Chị Cánh Tiên xin chào các em. Các em thân mến, ngoài việc gửi những mẫu thiết kế váy áo cho búp bê, các em cũng có thể vẽ một số phụ kiện thời trang đi kèm theo ý tưởng độc đáo riêng của mình và gửi cho chị. Mục đích cuối cùng của kênh Thiên Hà Lấp Lánh chính là sàn biểu diễn của những tài năng thời trang tương lai. Và hôm nay, chị muốn giới thiệu một mẫu vẽ nơ cài tóc của bạn gái Triệu Nhi, người có mẫu thiết kế váy dạ hội đỏ hiện đang có lượt xem cao nhất trên kênh Thiên Hà Lấp Lánh, chính là bức vẽ cài tóc tai mèo này. Các em hãy cùng chị làm cho Barbie của mình ngày càng đáng yêu hơn nhé. Chị đã chuẩn bị sẵn một hộp ghim giấy màu và một chiếc kim. Các em lấy một chiếc kim, kéo duỗi thẳng ra. Rồi dùng chiếc kìm khéo léo nắn nhẹ nhàng từng chút một để uốn chiếc kìm cong cong theo hình tròn. Công đoạn này không khó, nhưng cần các em kiên nhẫn. Mình đừng vội vàng vì kìm dễ bị gãy góc hoặc là bong lớp nhựa bên ngoài, nắn tròn sẽ khó hơn. Sau khi đã nắn chỉnh ưng ý, chị ướm thử lên đầu Barbie. Rất tình cờ là chiếc kìm này hoàn toàn vừa vặn vòng đầu của Barbie chúng ta. Nếu thấy lỏng hay chật một chút, các em có thể nắn thêm theo ý muốn. Tiếp đó, mình lấy một chiếc kim khác, dùng hai đầu tròn của kim làm hai tai mèo luôn. Cắt bỏ đầu thừa. Cân đối bẻ góc đoạn giữa, tạo khoảng cách giữa hai tai. Dùng mũi kìm kẹp chặt hai góc tròn để tạo thành góc nhọn. Nắn chỉnh hai chiếc tai mèo thật cân đối và đều nhau. Ướm vào cài tóc và bẻ hai đầu sang hai bên để chúng ta gắn keo dễ dàng hơn. Dùng keo 502 để gắn tay mèo vào cài tóc. Các em lưu ý hết sức cẩn thận khi sử dụng keo. Các bạn nhỏ hãy nhờ bố mẹ hoặc là anh chị lớn làm giúp công đoạn này nhé. Keo 502 rất là nguy hiểm, dính vào tay có thể gây bỏng hoặc là bong ra. Chị cũng rất băn khoăn mỗi khi sử dụng. Thời gian tới chị sẽ tìm một loại keo khác thay thế an toàn hơn. Như vậy, mình đã hoàn thành chiếc cài tóc tai mèo rồi đấy. Mình có thể cho Barbie làm điệu luôn cũng rất là đẹp rồi. Nhưng chị muốn thử trang trí thêm một chút xem thế nào. Chị lấy một sợi dây duy băng bản nhỏ, cắt một đoạn khá dài. Dùng keo gắn đá dính sợi dây vào một đầu chiếc cài tóc. Rồi quấn từ đầu bên này sang đầu bên kia. Chúng ta có thể thay thế bằng dây len, dây dù hoặc là chỉ màu đều đẹp cả. Thấy cài tóc để nguyên hay cuốn dây vào đẹp hơn? Hãy cho chị biết ý kiến đấy. Có một cách dễ hơn để làm những chiếc cài tóc khác. Chị dùng dây chun buộc cỡ nhỏ. Chị đã mua 4 màu luôn. Để chị thử xem nào. Ái chà, vừa in này. Chị lấy màu cam vì ở đây chị đã có sẵn duy băng màu cam rồi. Chị sẽ làm một chiếc nơ bằng cách cắt một đoạn duy băng vừa ý. Nơ
dùng keo dính hai đầu lại. Cắt thêm một đoạn phi băng ngắn hơn để thắt giữa nơ. Và đợi keo khô, xếp nhún nơ vào cùng chung buộc tóc, rồi dùng sợi duy băng gắn dính cố định lại. Nếu không có keo dính đá, các em có thể thay thế bằng kim chỉ, khâu lại cũng rất nhanh và bền hơn đấy. Vậy là Barbie của chúng ta đã có hai chiếc cài tóc rất phù hợp với mùa hè rồi. Tiện đây chị cũng hướng dẫn các em làm cài tóc dành cho mùa đông luôn nha. Các em tùy ý lựa chọn một chiếc yêu thích cho mình. Chị lấy một miếng vải dạ hai mặt. Vẽ hình hai chiếc tay thỏ lên nào. Lấy kéo cắt theo hình. Các em đeo chun buộc tóc lên cho Barbie. Mình có thể kéo chun chùm lên tai cho thật là ấm áp, mùa đông mà. Rồi đính hai tai thỏ lên hai bên. Trông rất đáng yêu, ngộ nghĩnh đúng không các em? Và chiếc cài tóc này lại dễ thực hiện nữa chứ. Thêm một kiểu dây cài tóc khác cho mùa đông nhé. Có nhiều quá không nhỉ? Các em nếu thấy dài quá nhớ nhắn phía dưới cho chị đấy. Chị tháo chiếc lô tóc này ra để lấy phần mút. Cắt một miếng vừa ý. Dùng kéo bấm, cắt từ từ từng chút một tạo thành một miếng mút tròn. Mình cần làm hai miếng mút như vậy. Sau đó lấy bút dạ màu đỏ để tô miếng mút thành màu đỏ cho đồng màu với chiếc chun bộ tóc chị có. Cuối cùng chỉ việc gắn hai miếng mút vào hai bên tai Barbie, giống như là một chiếc bịt tai cho những ngày đại hàn ý. Vậy là chị đã hướng dẫn các em 4 kiểu làm nơ cài tóc đơn giản, hiệu quả cho Barbie theo ý tưởng ban đầu hình tai mèo của bạn Triệu Nhi. Các em có thấy Barbie phong cách hơn rất nhiều khi đeo chúng không? Hãy để lại lời nhắn và đừng quên ủng hộ chị Cánh Tiên bằng cách like và chia sẻ cùng bạn bè nhé. Video của chị đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở video sau.